là về những cái bất công chồng chất đối với lại Thiện Am. Sau cái clip thứ 5 thì chúng tôi có nói về những cái sự khó khăn đối với lại Thiện Am khi mà họ đang phải gánh chịu. Thì chúng tôi được nhờ cậy để mà trình bày lên tiếng tiếp, mang những cách bổ sung về những cái sự bất công đối với Thiện Am mà hiện nay họ vẫn đang phải gánh chịu. Ít nhất là gồm có 3 vấn đề. Thứ nhất là có liên quan đến việc thăm nuôi hai thầy Lê Thanh Trùng Dương và thầy Lê Thanh Nhị Nguyên. Đối với hai thầy này thì chắc chúng ta vẫn còn nhớ thầy Nhị Nguyên, thầy Trùng Dương và thầy Hoàng Nguyên là những người mà trong phiên tòa phúc thẩm họ đã có những cái phần tự bào chữa phải nói là hết sức là xuất sắc. Như là những luật sư chuyên nghiệp, cá nhân tôi đánh giá nó là như vậy. Bằng cái lời tự bào chữa của mình, thậm chí không cần đến cả một tờ giấy hay một cái viết, thế thì họ vẫn đưa ra những cái lập luận hết sức là sắc bén, trong đó gần như là chúng tôi đánh giá gần như là họ bác bỏ hoàn toàn cái bản cáo trạng mà đã truy tố họ, buộc tội họ một cách hết sức là phi lý. Và điều đáng nói hơn là ngay cả những cái lập luận bên phía luật sư của những người bị hại thì họ cũng bác bỏ hoàn toàn, họ lập luận bác bỏ từng điểm một. Đây là những cái điểm mà phải nói là khi mà chúng tôi nghe cái lời bào chữa của họ thì chúng tôi hết sức là bất ngờ. Thì hai người thầy Nguyên và thầy Trùng Dương đang phải thụ án trong tù đối với cái bản án theo họ bị xử theo điều 331 bộ luật hình sự. Thế mà chúng tôi không rõ vì một cái lý do gì mà dám thì chạy giam mà nơi mà họ đang thụ án đã cấm không cho Thiện Am tiếp tế gì đối với lại hai thầy. Mà chúng ta biết là cái hoàn cảnh trại giam ở Việt Nam rất là tệ về điều kiện sinh hoạt và nhất là cái chuyện ăn uống. Thế cái điều này tôi không hiểu là họ đã căn cứ vào đâu, vì điều gì mà họ lại đưa ra cái sự cấm đoán việc tiếp tế đối với lại hai thầy như vậy. Điều này rõ ràng nó vi phạm quy định về giam giữ đa ngành, và nó vi phạm luôn cả về vấn đề nhân quyền đối với người mà bị giam giữ. Thứ hai là về những cái giấy tờ nhân thân đối với lại các thành viên của Thiện Am. Cho đến thời điểm này thì nhiều thành viên của Thiện Am vẫn chưa có giấy chứng minh nhân dân, mà hiện nay thì đổi thành tên mới là căn cước, giấy căn cước công dân. Tôi hỏi thăm điểm lại thì ít nhất là đối với thầy Nhị Nguyên, thì thầy Nhị Nguyên thì hiện nay thầy đang phải thụ án trong tù, thì việc mà không có chứng minh nhân dân thì nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm, mà nó cũng là cái điều có thể mà dễ hiểu được. Nhưng mà những người hiện nay đang sống ở bên ngoài, ví dụ như là thầy Nhất Tuệ, cô Huyền Trân, cô Kỳ Duyên chẳng hạn, thì hiện nay thì ba người này là hiện nay không có chứng minh nhân dân, không có căn cước công dân gì cả. Thì họ đã từng rất là nhiều lần đến cơ quan công an, vừa từ xã Hòa Khánh Tây, vừa huyện Đức Hòa, công an huyện Đức Hòa, nhưng mà đều bị những nơi này khước từ cái việc làm chứng minh nhân, làm căn cước cho họ. Và khi họ khước từ thì họ chỉ cứ lắc đầu, hoặc là họ nói những cái điều mà mình, họ nói ra những cái giấy tờ thủ tục mà mình biết không thể nào thực hiện được. Và có vẻ như sau cái vụ án, sau cái sự việc mà họ tố cáo là bị hối lộ 300 triệu đồng của cái trưởng công an xã Hòa Khánh Tây lúc đó là ông Nguyễn Hoàng Khải, là trưởng công an xã Hòa Khánh Tây lúc đó, ông đòi là phải chi riêng cho ông, phải hối lộ cho ông số tiền 300 triệu thì ông mới làm chứng minh nhân dân cho những người này. Nhưng mà do Thiện Am không có tiền mà sự việc bị vỡ lở ra, ông Nguyễn Hoàng Khải bị kỷ luật một cách rất là nhẹ hiệu, khiển trách. Rồi sau đó chúng tôi được tin là ông ấy đã chuyển đi để làm trưởng công an xã của một cái xã khác. Đây là một cái luật cách về cách thức mà phải nói là kỷ luật hết sức là khôi hài. Và do không có căn cước cho nên là những người thầy và những sư cô ở trong Thiện Am họ gặp rất là nhiều khó khăn trong việc đi lại, hoặc là trong những cái khi tạm trú, hoặc là họ xin đi làm, và thậm chí là làm thủ tục để cho các cháu nhỏ đi học thì cũng vẫn gặp trở ngại. Thì năm nay là chuẩn bị cho hai cháu đã bước vào lớp 1. Thế thì cái người mà đưa hai cháu đi xin để nhập học, do hoàn cảnh nó không có chứng minh nhân dân cho nên nhà trường đã không tiếp nhận. Cho nên chúng tôi rất là lo ngại về việc này. Và đó có thể là hai cháu nếu không xin đi học thì đành là coi như là hai cháu thất học.
là cái điều mà thật ra là không ai trong chúng ta muốn cái điều này cả. Và không chỉ đối với lại những người chúng tôi kể trên, mà chính ông cụ Lê Tùng Vân cũng là một trong những cái nạn nhân của việc của cái thủ tục về chứng minh nhân dân. Vào tháng 1 năm 2022, khi lực lượng công an ập vào đối với Thiên An để họ khởi tố, đọc các quyết định khởi tố rồi bắt giữ người rồi khám xét tài sản, đồng thời họ thu giữ luôn chứng minh nhân dân của ông cụ Lê Tùng Vân. Và sau khi xét xử xong vụ án thì cái chứng minh nhân dân của ông cụ Lê Tùng Vân không phải là tang vật, không phải là tài vật, nhưng họ vẫn cứ giữ đó, không trả lại cho ông ấy. Trong phiên tòa thì các luật sư đã nêu vấn đề một cách chính thức để yêu cầu họ phải hoàn trả lại, vì nó không phải là tài vật của vụ án, do đó không thể nào mà cứ giữ mãi cái chứng minh nhân dân của ông cụ Lê Tùng Vân. Thế nhưng tòa án đã vờ đi lúc này không giải quyết. Và khi chúng tôi đòi biện đối với lại công an thì họ cũng cứ hứa, tại họ biết rằng là không thể nào từ chối được, nếu từ chối là vi phạm pháp luật, cho nên họ vẫn hứa là họ sẽ trả, nhưng thực tế là họ không hề trả. Và khi có những cái dịp mà cần ông cụ Lê Tùng Vân hợp tác với họ để thực hiện những cái thủ tục gì đấy thì họ lại đưa ra cái lời hứa là họ sẽ trả chứng minh nhân dân. Thực chất khi công việc xong thì cái lời hứa cũng đi theo họ luôn. Và do vậy cho nên là ông cụ Lê Tùng Vân khi cần thực hiện những cái thủ tục, ví dụ là ông ấy được chia số tiền đó là di sản thừa kế, từ cái số tiền mà bồi hoàn khi mà giải tỏa về đất đai, giải tỏa về di sản là cái nhà, là đất, thế thì không có chứng minh nhân dân, ông cụ đã không lãnh được cái số tiền này. Cũng như một số cái giao dịch dân sự khác, ông ấy cần chứng minh nhân dân để thực hiện những cái việc mà làm, hoặc là ông ấy ủy quyền lại cho người thân hoặc là cho các luật sư để thực hiện giùm cho ông ấy. Vậy là vì lẽ là ông cụ đã lớn tuổi cũng vẫn không thực hiện được, bởi vì khi công chứng đến nhà thì họ không cần có cái chứng minh nhân dân để họ xác định ông cụ đúng là cái người mà ký ra trên những văn bản ủy quyền đó. Thì cái việc mà cơ quan công an tránh né cái việc cấp chứng minh nhân dân cho những người đang cư trú ở Thiện An và đối với cơ quan nên điều tra để cứ khư khư giữ lấy một cách bất hợp pháp đối với cái giấy chứng minh của ông cụ Lê Tùng Vân, đây là việc làm chúng tôi cho rằng là một cái sự trả thù hết sức là trẻ con, rất là đáng xấu hổ, thực sự là như vậy. Thứ ba là đối với lại cái vụ án của cô Lê Thu Vân thì cô được xem như là một trong những cái đồ đệ đầu tiên theo tu học đối với lại ông cụ Lê Tùng Vân. Cô Lê Thu Vân không phải là em ruột của ông cụ Lê Tùng Vân như là nhiều người chúng ta vẫn hiểu nhầm về chỗ này. Người em ruột của ông cụ là tên bảy đầy đủ là Lê Thị Thu Vân, tức là có tên chữ Thị. Và bà Lê Thị Thu Vân thì đã qua đời đã từ rất lâu rồi. Thế thì cô Lê Thu Vân là coi như là thành viên thứ 7 của Thiện An bị truy tố với cái tội danh cùng với tội danh theo điều 331 Bộ luật hình sự. Thì cách đây một năm, vào tháng 7 năm 2022, khi mà cô Lê Thu Vân biết tin về công an của Long An họ truy nã cô ấy, thế thì việc ở cái chỗ mà đang trị bệnh, cô ấy đã đến tư gia của tôi để nhờ tôi đưa cô ra trình diện. Thì chắc tôi nghĩ là có nhiều người theo dõi cái sự kiện liên quan đến Thiện An thì chắc còn nhớ đến sự việc này vào tháng 7 năm 2022. Và vào thời điểm ấy khi mà đưa cô ra trình diện thì chúng tôi cũng làm luôn cho cô cái thủ tục là xin tại ngoại, vì lẽ cô đang bị bệnh nan y, thậm chí là ở giai đoạn thứ 3 rồi, cô không có ngồi một cách bình thường được. Và khi ấy thì cô Lê Thu Vân đã được chấp nhận chuyện tại ngoại điều tra. Và đến tháng 12 năm 2022 thì đã có cái bản cáo trạng truy tố tội. Và hồ sơ truy tố đã được chuyển qua tòa án, và cho đến nay thì vị chi là hơn 7 tháng trời, vụ án đối với cô Thu Vân vẫn chưa được xét xử. Trong đó thì nó có một cái phần lý do là cô Lê Thu Vân bị bệnh nan y như là tôi vừa trình bày. Và khi tòa án thực hiện cái thủ tục là chưng cầu giám định y khoa đối với sức khỏe của Lê Thu Vân, làm xem cô ấy có thể là cái đối tượng để mà đình chỉ cái việc điều tra đối với cô ấy, đình chỉ cái việc mà truy tố đối với cô ấy hay không, thì thật ra cơ quan y tế và trong trường hợp này là hội đồng giám định y khoa lại đưa ra một kết luận hết sức là khôi hài, đó là họ nói cô ấy là cần phải có sự chăm sóc về y tế, tức là không trả lời trực tiếp vào cái câu hỏi của tòa án.
Và sự việc như vậy nó bị lình xình đến nay là hơn 7 tháng. Vụ án của cô Vân vẫn chưa được đưa ra xét xử. Thì cô Thu Vân rất là bức xúc với lại cái tình trạng này. Mặc dù cô Thu Vân là phụ nữ nhưng mà qua tiếp xúc tôi thấy thật ra cô là một người hết sức là khẳng khái. Cô không hề có cái ý định gì về việc chống tránh phiên tòa xét xử mình cả. Thậm chí cô yêu cầu là cứ đưa cô ra xét xử. Cô sẵn sàng chấp nhận bản án tuyên rằng cô có tội để cô trở thành cái nạn nhân thứ 7 của cái việc mà đàn áp về tôn giáo, về cái lòng tin của cô ấy đối với lại tâm linh. Cô ấy rất sẵn sàng về điều đó. Và đổ lại, nếu trong trường hợp mà cho rằng cô ấy không thể nào xét xử được cô ấy thì cô ấy lại cũng yêu cầu trả tự do cho cô ấy. Vì lẽ hiện nay đang trong tình trạng là cô ấy được tại ngoại nhưng mà là chờ xét xử, cho nên cô ấy không thể đi đâu cả. Cô ấy cho rằng là cái sức khỏe của mình yếu kém, có thể là có thể không qua được. Thì cô ấy muốn tự mình thu xếp về cái việc hậu sự của cô ấy. Cô ấy nói rằng là tôi có thể tôi lên núi hoặc tôi đi đến một nơi nào đó để tôi tự xử cái việc của tôi. Tôi không muốn trở thành một cái gánh nặng đối với Thiện An về việc mà sau khi tôi phải qua đời. Thế thì việc chủ trừ thủ tục đối với lại cô ấy trong việc đưa ra xét xử hoặc là không xét xử hoặc là đình chỉ như thế nào nữa khiến cho là cái ý nguyện của cô ấy đến nay cũng không thể thực hiện được. Thì việc mà tòa án đến nay là hơn 7 tháng trời mà không đưa được vụ án ra xét xử, thật ra bản thân sự việc đó cũng là một sự vi phạm về tố tụng. Vì lẽ bộ luật tố tụng hình sự quy định rằng là thời hạn để mà xét xử đối với những vụ án thông thường chỉ là 1 tháng thôi. Mà nếu có cái sự việc mà nó cực kỳ phức tạp thì cũng không thể nào quá 3 tháng. Nhưng mà đây đối với cô Vân đã là 7 tháng trời, hơn 7 tháng trời rồi. Đây cũng là một cái sự, một trong những cái bất công mà hiện nay nó đến với Thiện An mà hiện nay Thiện An vẫn phải gánh chịu. Thế thì trên là ba trong số rất nhiều khó khăn của cái cơ sở Thiện An mà hiện nay họ đang phải đối diện với cái điều đó. Thì chúng tôi lên tiếng mang tính cách bổ sung đối với những cái điều mà chúng tôi đã trình bày trong những clip trước. Và sau đây chúng tôi xin dành một ít thời gian để mà giải đáp một vài cái thắc mắc của các bạn mà chúng tôi cho rằng nó khá đáng lưu ý để mà phải giải đáp. Trong đó chúng tôi xin trả lời đối với lại cái thắc mắc thứ nhất như sau. Lý do tại sao luật sư im lặng khi cô ta Nha và Nguyễn Tiến Dũng gọi điện nhắn tin để nhờ một việc khá quan trọng để giúp Thiện An, nhất là khi luật sư đã bị, xin lỗi nếu câu hỏi của tôi làm cho luật sư khó chịu. Sau khi tôi đến Mỹ thì quả thật là tôi có nhận được tin nhắn của anh Nguyễn Tiến Dũng và cả tin nhắn của cô Ta Nha về việc đề nghị tôi ký vào một lá đơn. Tôi đã im lặng và tôi đã không ký vào đơn này. Thật ra cái việc đó của tôi là nó có lý do. Thế thì tôi nghĩ vẫn cái việc đó là cái việc riêng giữa tôi và cô Ta Nha và Nguyễn Tiến Dũng, nhưng tôi không rõ vì sao đó trở thành một cái câu chuyện chung. Nhiều người, ít nhất là cũng 5-7 người đã hỏi tôi về vấn đề này. Tức là việc này nó không còn được riêng nữa, trở thành cái việc nhiều người biết. Thế thì tôi đành phải giải thích như thế này. Trước hết là tôi hết sức là trân trọng về tất cả các nỗ lực của bất kỳ ai đã giúp hỗ trợ cho Thiện An về công, về của, tất cả những điều đó là hết sức là đáng quý. Và nhất là tôi biết cái việc mà hỗ trợ Thiện An mà giúp cho Thiện An thoát khỏi những cái bất công là một điều hết sức là khó khăn. Bản thân chúng tôi đã cố gắng rất là nhiều. Và đến khi mà chúng tôi phải gần như phải bỏ hết nhà cửa, công việc làm, rất là nhiều thứ để mà chúng tôi phải lánh đi. Thì cái việc mà chúng tôi hỗ trợ cho Thiện An, bảo vệ cho Thiện An thì hoàn toàn không như ý mình mong muốn. Nhiều thân chủ của chúng tôi vẫn còn đang ngồi trong tù. Và cái số phận Thiện An thì vẫn bị đe dọa như thường. Vì vậy cho nên chúng ta không có cái lý do gì để mà phủ nhận hoặc là phê phán về những cái động thái, về những cái nỗ lực giúp sức của rất là nhiều người khác. Trong đó có anh Nguyễn Tiến Dũng, trong đó có cô Ta Nha. Đối với cô Ta Nha thì tôi đã từng nghe thuật lại là cô ấy đã có một cái sự vận động đối về phương diện quốc tế rất nhiều cho Thiện An. Rất tiếc là nó chưa có hiệu quả thôi. Đối với anh Nguyễn Tiến Dũng thì năm 2022 thì chúng tôi, cả năm luật sư chúng tôi khi ấy đang ngồi họp trong văn phòng của tôi thì chúng tôi nhận được tiền là quà tặng và những cái quà tặng khác là những hiện vật do các
do các fan hâm mộ của Việt Nam gửi tặng cho chúng tôi, hoặc qua cái lời kêu gọi của anh Nguyễn Tiến Dũng, sự vận động của anh Nguyễn Tiến Dũng. Cho nên cái việc làm của anh Nguyễn Tiến Dũng đối với chúng tôi rất có ý nghĩa, và chúng tôi hết sức là trân trọng điều đó. Chúng tôi trân trọng những nỗ lực của quý vị, nhưng mà tuy nhiên, nếu nó là cái công việc làm, nếu nó là một cái thủ tục mà liên quan đến pháp lý, thì nó lại là một cái câu chuyện khác. Và nó là một cái điều mà chúng tôi phải cân nhắc, chứ không thể vì chúng tôi nể nang, chúng tôi trân trọng mà chúng tôi nhắm mắt để làm bừa tất cả mọi thứ. Thứ nhất là cái thủ tục của cô Tây Nha đề nghị chúng tôi ký vào một cái đơn. Thì thứ nhất là cái thủ tục này hoàn toàn do cô Tây Nha, chúng tôi không rõ vì đâu mà có biết cái thủ tục này. Cái thứ hai là cái nội dung không phải do chúng tôi soạn. Vì vậy cho nên những cái việc mà như vậy thì chúng tôi không thể nào đánh giá được là nó có hiệu quả hay không, thậm chí nó có mang hậu quả gì xấu đối với Tiền An hay không. Vậy nếu trong trường hợp mà chúng tôi ký những cái văn bản như vậy thì chúng tôi phải được sự đồng ý, hoặc là sự ủy quyền, hoặc là sự ký thác của Tiền An. Trong trường hợp này chúng tôi không hề được cái sự ủy quyền, hoặc là sự đồng ý, hoặc sự ký thác gì của Tiền An cả. Do đó chúng tôi không thể nào tự tiện tham gia để ký vào những cái đơn như vậy được. Nếu đơn do chính tôi lập, do thủ tục, do tôi hiểu, thì tôi sẽ chịu trách nhiệm về đơn đấy. Tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu nó xảy ra những cái hậu quả gì đó nó không tốt cho thân chủ của tôi. Nhưng mà do người khác làm thì nó lại là một cái câu chuyện khác. Và đối với cái trường hợp đơn của cô Tây Nha là nó rơi vào cái trường hợp khác như vậy. Và do vậy cho nên là tôi đã không thực hiện theo ký vào đơn ấy. Đồng thời nó còn có một cái lý do khác nữa. Mà cái lý do này nó mang đến cách cá nhân đối với lại cô Tây Nha, và đối luôn cả đối với anh Nguyễn Tiến Dũng. Mà tôi thì không tiện chia sẻ những cái lý do nó mang đến cách cá nhân này. Thứ nhất là tôi không chia sẻ trên đây được. Và đây là vốn là một cái chỗ nó mang đến cách công cộng. Tôi không thể nào chia sẻ một điều nó có thể gây ảnh hưởng hoặc nó gây cái sự tổn thương đối với lại cá nhân của người khác được. Do tôi không tiện chia sẻ, cho đó tôi cũng đã giữ luôn cái sự im lặng của mình. Tôi không trả lời của Tây Nha và anh Nguyễn Tiến Dũng, bởi vì khi mà tôi trả lời thì rất có thể nó mang lại cái sự tổn thương đối với họ, cái điều đó thì tôi không muốn. Và nhất là có vẻ như họ đang là những người đang hỗ trợ cho Tiền An. Tuy vậy, khi mà sự việc đã đưa ra công khai như vậy, giống như là ngày hôm nay tôi biết, thì nếu như cô Tây Nha và anh Nguyễn Tiến Dũng vẫn muốn biết cái lý do nó mang cách cá nhân đó là lý do gì, thì xin vui lòng cứ liên lạc lại với tôi. Nếu tiện và nếu có thể thì tôi sẽ chia sẻ cái lý do cá nhân đó đối với hai vị. Và hai vị có công khai điều đó hay không là ở tùy hai vị, nhưng riêng với tôi không thể công khai nó được. Đó là câu trả lời cho cái thắc mắc vì sao mà tôi từ chối ký đơn và tôi giữ im lặng đối với lại cái đề nghị ký đơn của cô Tây Nha và của anh Nguyễn Tiến Dũng. Cái thứ hai là có một cái, tôi trả lời cái thắc mắc cái thứ hai, một bạn hỏi tôi là luật sư ơi, tại sao Tiền An không trả bé Phúc Tâm về lại cho người mẹ cho bớt cái sự phiền phức? Thì về vấn đề này thì thật ra thì chúng tôi khi mà nhận cái thông tin này từ trực tiếp người mẹ của cháu Phúc Tâm đến văn phòng tôi để đặt vấn đề, thì qua trao đổi thì chúng tôi nắm được cái lý do của Tiền An. Đấy, tôi cũng, cái này điều này thì chúng tôi công bố được, chúng tôi xin công bố như sau. Trước khi có cái việc của cháu Phúc Tâm thì Tiền An đã từng trả một cháu khác về với gia đình theo đề nghị của gia đình của cháu ấy. Gia đình của cháu ấy là cư ngụ ở Huế. Và sau đó Tiền An tìm hiểu lại thì được biết là cháu bé không hề được đi học. Cháu bé bị gia đình đẩy ra ngoài đường để bán vé số. Thế thì nghe cái thông tin nó hết sức là thương tâm như vậy, thì Tiền An, mọi người ở đây họ rất là khổ sở vì cái thông tin như vậy. Và họ tự trách mình rằng đã thực hiện cái việc là quyết định cái việc là trả cháu bé về cho gia đình. Thế thì họ không muốn cái một cái sự việc tương tự như vậy lại xảy ra lần nữa. Và lần này thì cái nạn nhân sẽ là cháu Phúc Tâm. Cái lý do thứ hai á, là khi mẹ cháu Phúc Tâm cho cháu á, thì hoàn cảnh của bà lúc ấy, hoàn cảnh riêng của bà hết sức là khó khăn. Và cho đến nay á, khi mà tìm hiểu thì hoàn cảnh của bà vẫn là như vậy, vẫn khó khăn như vậy. Không có gì thay đổi cả, không có gì cải thiện cả. Và tìm hiểu thêm thì được biết là việc bà đòi lại cháu Phúc Tâm thì chưa hẳn là ý nguyện của bà, mà nó là một cái sự tác động của nhiều YouTuber. Những người này họ ác cảm với Tiền An, họ muốn thúc đẩy việc này để gây rối cho Tiền An mà thôi. Và khi tác động đối với một người phụ nữ mà người này họ lâm vào hoàn cảnh khó khăn, thì cái sự tác động
mà có hiệu quả nhất là tác động bằng tiền bạc, bằng vật chất. Cho nên đánh giá cho rằng là cái việc cháu Quốc Tâm mà bị mẹ cháu đòi về, nhiều khi nó không từ cái sự yêu thương hoàn toàn đối với cháu Quốc Tâm, mà do những cái sự tác động khác. Vì vậy cho nên cái việc mà hoàn trả lại cháu Quốc Tâm cho mẹ, cho nên là ở Tiền An đã phải cân nhắc, họ không đồng ý với điều đó. Và còn một lý do thứ ba nữa mà tôi thấy, tôi cũng đánh giá cho rằng nó hết sức là chính đáng, đó là cháu Phúc Tâm ở hoàn cảnh hiện nay thì Tiền An thật ra họ cũng gặp rất là nhiều khó khăn, thế nhưng họ vẫn bảo đảm cho cháu cái việc mà cháu ăn học rồi những cái sinh hoạt khác của các cháu vẫn được bảo đảm, cháu vẫn phát triển về tinh thần, về thể chất rất là tốt. Thế thì chẳng có lý do gì mà phải hoàn trả cháu về cho đối với gia đình ở một nơi mà không biết điều đó, là những cái điều kiện về ăn, về học, về giáo dục không biết có còn được bảo đảm được hay không. Vì vậy cho nên là đó là những cái lý do mà Tiền An họ đã cân nhắc và họ không đồng ý cái việc trả lại cho Quốc Tâm về cho mẹ của cháu, cho đến khi nào mà đã có một cái quyết định chính thức, một quyết định cuối cùng là của cơ quan pháp luật, thì trong hoàn cảnh đó thì đành phải chịu thôi. Đó là câu hỏi thứ hai. Và cái câu hỏi thứ ba là như thế này: nhận bào chữa ba vụ án cho Tiền An nhưng mới làm một rồi đạo tẩu, vậy trả tiền lại cho Tiền An hai vụ kia chưa? Câu hỏi là như vậy. Tôi chắc rằng là tất cả chúng ta khi đọc cái câu hỏi này thì thấy thật ra đây là một cái câu hỏi nó mang đến cách khiêu khích và nó miệt thị đối với lại ba luật sư mà đã ra nước ngoài, và chỉ là mang ý nghĩa như vậy mà thôi. Nhưng mà tôi vẫn chọn để làm câu trả lời, vì lẽ nhân dịp này thì chúng tôi sẽ nói rõ hơn về vấn đề thù lao luật sư trong vụ án này, mà có thể nhiều người trong chúng ta cũng muốn biết. Thật ra thì cá nhân tôi đã từng nhận khá nhiều vụ án với cái mức thù lao là 0 đồng. Và không chỉ tôi, nhiều luật sư thì cũng làm cái việc như vậy. Và trong những cái trường hợp là khi mà thân chủ mình sa vào những cái tình trạng pháp lý mà cần có luật sư, và đương nhiên là chỉ trong có hoàn cảnh là họ gặp khó khăn về kinh tế mà thôi. Và mới đây ngày hôm qua thì có nhiều bạn họ quý mến tôi, họ có nhắc tôi với tư cách như là một luật sư 1.000 đồng. Vì lẽ là có khá nhiều vụ án tôi nhận với số tiền tượng trưng là 1.000 đồng. Và cũng chỉ vì là hoàn cảnh của các cái thân chủ tôi khi ấy họ khó khăn, tôi không nhận 0 đồng, bởi vì tôi không muốn là họ mang tiếng là miễn phí. Họ nhờ luật sư miễn phí, tôi không muốn họ mang cái tiếng đó. Họ có trả thù lao cho luật sư, và tôi nhận vụ án đó, tôi có nhận luật sư, nhận về tiền thù lao của luật sư. Nên tôi nhận với số tiền là 1.000 đồng. Họ vui vẻ với điều đó, tôi cũng vui vẻ điều đó, thế là ổn. Nhưng mà riêng trong vụ án Tiền An thì không phải như là như vậy. Vụ án Tiền An là một trong những cái vụ án mà chúng tôi có nhận tiền thù lao theo thỏa thuận một cách hết sức là đường hoàng. Duy chỉ có một cái điều này là Tiền An thật ra họ không phải trả một đồng bạc nào cả, mà những mạnh thường quân của Tiền An, họ yêu quý Tiền An, vài ba người gì đấy, họ góp với nhau, họ trả cho thù lao cho luật sư để chúng tôi nhận cái tiền đấy, chứ bản thân Tiền An thì họ không phải trả. Thế nói thù lao đối với vụ án Tiền An là như vậy. Cái thứ hai trong câu hỏi này có nói rằng là ba vụ án, thật ra không phải ba vụ án là mà thường công chúng nghe về đối với Tiền An. Thứ nhất là vụ án theo điều xét xử theo điều 331 của luật hình sự. Thứ hai đó là vụ án lừa đảo. Thứ ba là đối với vụ án mà chưa khởi tố nhưng mà vẫn thường nghe cơ quan công an cứ dây đi dây lại mãi, đó là vụ án loạn luân. Nhưng mà thật ra khi chúng tôi đến Tiền An thì đến nay thống kê lại thì thật ra ở đây ít nhất chúng tôi đang làm 6 vụ án chứ không phải 3. Chúng tôi ngoài 3 vụ án mà chúng tôi vừa kể trên nhé, còn vụ án thứ tư cũng xét xử cùng tội danh 331, nhưng mà người bị xét xử là cô Lê Thu Vân. Cô Lê Thu Vân thì cơ quan công an họ tách ra thành một cái vụ án riêng, và khi mà luật sư chúng tôi tham gia vào cái vụ án này, thật ra nó là một vụ án độc lập hoàn toàn. Công sức chúng tôi để mà làm vụ án này nó không kém gì cái vụ án đối với lại 6 người mà trước đó đã từng xét xử rồi cả. Đó là vụ án thứ tư. Thứ năm là vụ án đối với cô Bùi Ngọc Trâm. Cô Bùi Ngọc Trâm bị ông luật sư Trần Quốc Vũ xúc phạm về danh dự, về nhân phẩm của cô ấy. Đây là một trong những cái vụ án độc lập và do một cái cơ quan khác ở một địa phương khác giải quyết. Và đây cũng là một cái vụ
riêng rẽ, không ăn nhập gì đối với lại những cái vụ bốn vụ án trước cả. Đây là vụ án thứ 5. Và vụ án thứ 6 mà chúng tôi đang làm dang dở đó là tố cáo đối với ông Trần Ngọc Thảo, còn có pháp danh là Tích Nhật Từ, và nhiều YouTuber khác, khoảng 4 YouTuber khác, là những người đã từng có những cái lời lẽ trên mạng xã hội xúc phạm đến Thiền An, đã đổ vấy cho họ những cái tội danh mà hiện nay vẫn chưa chứng minh được. Thế thì ít nhất là đã 6 vụ án mà chúng tôi đang làm đối với lại Thiền An, trong đó chỉ có một vụ án là đã có cái bản án phúc thẩm rồi, là vụ án đối với lại 6 vị. Thì trong đó thì chỉ mới có vụ án thứ nhất là các vị mạnh thường quân đã thay mặt cho Thiền An, họ xuất tiền riêng của họ trả cho chúng tôi, và chỉ mới trong vụ án thứ nhất mà thôi. Còn 5 vụ án còn lại thì chúng tôi vẫn đang làm, nhưng mà chúng tôi vẫn chưa hề yêu cầu tiền thù lao. Thông thường khi nhận những vụ án mà có trả tiền thù lao thì chúng tôi vẫn đề nghị là ứng trước cho chúng tôi một phần tiền thù lao để có chi phí về đi lại, về giấy tờ, hoặc là về những cái chi phí khác. Nhưng mà đối với vụ án Thiền An thì vẫn chưa. Mà nếu tính ra cân đối thì có vẻ như Thiền An đang nợ tù lao luật sư, chứ luật sư không có nợ tù lao, không nợ cái tiền, nhận tiền rồi mà chưa làm, như là một bạn vừa rồi mà bạn đã có cái lời thắc mắc. Thật ra thắc mắc về tù lao á thì chỉ có Thiền An mới là cái người có tư cách thắc mắc mà thôi, chứ không phải người ngoài. Nhưng mà nhân dịp này thì nhân cái bạn hỏi với một câu hỏi hết sức là tiêu kết đối với chúng tôi, và chúng tôi cũng không chấp nhận được đó, nhưng mà chúng tôi nhân dịp đó thì cũng có cái lời giải thích để chúng ta giải tỏa những cái nghi vấn nếu như có, nên nó cũng là cái dịp tốt đối với lại tôi. Thế thì qua sự trình bày vắn tắt của chúng tôi về một số vấn đề có liên quan, và trong đó chúng tôi có nêu mang tính cách bổ sung về ba cái sự bất công, bên cạnh rất là nhiều cái sự bất công đã từng đổ dồn lên Thiền An và họ đang phải gánh chịu, và trả lời vài ba câu hỏi của các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã chịu khó dành thời gian để mà theo dõi clip này. Đây là clip